Quyền xin kính chào ông bà cô chú, anh chị và các bạn. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh Ôn Gia Cuộc Sống ở Trung Quốc. Mấy cái bông trang này là ở trường học của Gia Yên đó cả nhà. Sáng đưa Gia Yên đi học xong rồi thấy bông nở nhiều quá, đẹp quá cho nên là Quyền quay lên luôn. Có đủ màu luôn ông bà cô chú, màu đỏ, màu vàng, rồi màu hồng nữa. Hôm ra Quyền trồng rau mà cả nhà, trồng cỏ, mặn cỏ trồng rau. Còn bên đây chưa có mặn cỏ nè, để em mua hạt giống thêm. Hết hạt giống rồi. Trời ơi ốc nè cả nhà, Quyền hốt một đống luôn á. Sao mà quá trời ốc sên luôn à. Hên là Quyền có mua cái thuốc gãi á, nó không có ăn cái cây được. Bữa mần cỏ lá giật lá mía nè, bị xước cái tay, trời đất ơi, xước đâm một cọng dài luôn á cả nhà. Thốn gì đâu luôn, đây quá trời ốc sên này. Mua thuốc diệt mà nó không diệt hết nữa, quá trời luôn. Mà sao vườn rau của người ta không có ốc sên nha cả nhà, sao mà vườn rau của Quyền nó ốc sên nhiều quá. Ốc sên quá trời luôn. Mệt quá cả nhà, mới mần cỏ sang bên đây, mần thêm một chút xíu nữa là được rồi. Bên đây cũng trồng được rồi. Giờ tới trưa luôn rồi, Quyền đi vô nấu cơm. Thích quá ha. Cho em bị sốt cả nhà, 30, hồi nãy là 38 độ đó. Cho ăn cháo nè, uống nước sôi nè, rồi Quyền lấy hành á, củ hành Quyền tha hai cái bàn chân cho hửi hành tây. Bây giờ xuống hạ xuống, hạ còn 37 độ 6. Rồi đi chơi đó cả nhà, sốt nhưng mà hả cũng bình thường lắm, không có khóc la gì chăng. Bữa nay quá trời con nít luôn cả nhà, quá trời luôn rồi. Vậy bữa nay chạy đã luôn. Xin chào ông bà cô chú. Bệnh này, bệnh không nói nên lời luôn hả. Đi ra ngoài chơi giỡn xong rồi đi về ăn cháo tiếp tục cả nhà ơi. Chưa hạ sốt nữa thì tự nhiên giờ đo cái sao lên 38 độ luôn, nhưng mà dây vẫn bình thường, không có khóc la gì hết trơn, không có kiểu mà bủ rủ ủ rủ gì hết trơn. Mỗi lần mà sốt mà ổng không như người ta, không có ủ rủ gì hết trơn. Còn là họ chạy giỡn không à. Thả vô cái sổ phủi cho lìa rồi à. Giỏi quá, tự ăn nha. Giang tự ăn nha ông bà cô chú ơi. Ăn nhanh lên đi con ơi, không có giỡn. Thằng vua là thằng chú thay là không. Quyền cũng ăn cháo luôn cả nhà, ăn cháo luôn. Hai mẹ con không được khỏe cho nên nấu cháo ăn. Nguyên một ngày là Quyền ăn cháo không á. Dây bị bệnh. Dạ rồi. Bị bệnh là có cháo ăn luôn, có cần nấu. Nguyên một đêm hết sốt rồi. Giờ tới 7 giờ sáng bắt đầu lên sốt nữa. Thiệt tình chứ. Chơi giỡn không vui chút nào hết trơn á. Mệt lắm rồi. 37 độ 3. Thiệt tình. Giỡn dây đi đi mua bún ăn cả nhà, Quyền cũng không nấu ăn nổi luôn. Tối thức khuya mệt quá rồi, giờ không nấu ăn nổi luôn. Phải chi dây nói máy bay đó. Bên đây người ta cũng tìm người thân nữa cả nhà. Đó, mấy người này đi lạc nè, con nít cũng có, người lớn cũng có nữa. Quá trời luôn, người lớn tuổi cũng có đi lạc nữa, tìm người thân. Có con nít nữa nè. Bên đây mất tích cũng nhiều lắm á.
Nhất là con nít, bây giờ con nít giờ phải coi kỹ, sợ hở là bị người ta bắt cóc rồi. Dây em bị sốt mà không có hết cả nhà. Anh Hồng Ba anh về sớm, cái 9 giờ anh về rồi. Cái anh dẫn đi đi khám luôn, đi xét nghiệm coi bị gì á. 37 độ 7. Rồi cái ba hồi 37 độ 6, 37 độ 5, 37 độ 3, xong rồi lên 37 độ 6. Cứ vậy hoài á. Giờ đi xét nghiệm. Bé rồi á, ba ba tay này trộn ha, bị sốt mà vui vẻ lắm, không có thấy vàng nó đi khám mà khám em bé chứ không phải khám vàng, khám em bé. Dụ đang anh Hồng Ba dụ đang khám cả nhà. Đo nhiệt độ trước. Tua hơ sụy. Nghe đi chích cái ngón tay đặng thử máu á. Sợ cả nhà, sợ. Mấy cây kim chích vô ngón tay rồi lấy máu thử á. Thế là con bị gì? Ai nhớ 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 khu á. Cảm thấy nghe cái điện cho bụng hạ rồi. Nghe cái điện cho bụng hạ rồi. Cảm thấy những cái sống như thế là khu điện cho bụng hạ rồi. Đây xét nghiệm xong rồi cả nhà, xét nghiệm hết tốn hết 91 tệ, khoảng 85 tệ chứ. Cô lại chơi chỗ của mình được 85 tệ là 200 mấy 300. Bác sĩ nói là bị virus, nhưng mà không biết virus gì, nhưng mà cũng nói kiểu cũng nhẹ không, mà cô chú không có sao hết. Bác sĩ cho thuốc uống, nhưng mà Quyền nói ở nhà có thuốc rồi, cho nên là không có lấy nữa. Thành Trăng, tuy sao? Giang bệnh cả nhà thấy giống như bình thường vậy đó, giống như không có bệnh vậy. Mà có điều là bị sốt cao thôi. Sốt ba mấy độ, 37 độ mấy thôi. Mà không có khóc, không có la, không có ủ rũ, không có buồn ngủ gì hết trơn. Ông quậy còn hơn vậy nữa. Ông quậy. Quậy á, chú á. Anh hỏi thêm cái bác sĩ mà đi ở bên đường hạ cả nhà, coi là Giang bị sốt gì. Ở bên đây bác sĩ nói là bị sốt virus thôi. Không biết sốt, có phải sốt siêu vi không nữa, không biết nữa. Bác sĩ nói không có khám, không có xét nghiệm kỹ, thành ra là bác sĩ không biết virus gì. Cho nên là bây giờ anh
Thảnh hỏi bác sĩ bên đường hạ coi có bị gì. Chứ đó nạ cái là biết được mà. Hả? Chuyến này do em bị sốt á, thì Quyền mới đầu Quyền cho uống thuốc hạ sốt nhưng mà không có hết. Rồi sau này Quyền không có cho uống nữa, Quyền chỉ cho uống nước sôi nè, rồi lấy chanh xả đồ này kia xong á cho Gia Yên, quậy chanh nóng cho uống. Vì bên đây á, nếu mà không có sốt tới 38 độ trở lên á, thì không có cho uống thuốc, cho nên là Quyền cũng không có cho uống thuốc luôn cả nhà. Còn bệnh viện ở bên đường hạ, người ta cho uống thuốc nhanh mau hết sốt lắm. Nhưng mà sau khi Quyền đọc được bình luận á, thấy ông bà cô chú có nói với Quyền á, là thuốc đó không có tốt cho sức khỏe. Quyền cũng lên mạng tra cứu này kia nọ thì Quyền cũng thấy là thuốc đó không có tốt cho sức khỏe, ảnh hưởng tới tuổi thọ. Cho nên là Quyền không có chở đi bên đường hạ nữa. Và Quyền cũng hạn chế dùng thuốc luôn. Tại vì ở bên đây á, người ta kêu là hạn chế dùng thuốc. Chừng nào từ 38 độ trở lên á, thì mới đưa đi bệnh viện uống thuốc hạ sốt thôi. Nấu nồi xả gừng á, cho Gia Yên xong, rồi hai mẹ con xong luôn. Cuối cùng thì Gia Yên cũng hết sốt cả nhà. Gia Yên hạ sốt rồi cả nhà ơi, hết sốt rồi. 36 độ 5 hết sốt rồi đó. Cuối cùng anh ta cũng hết sốt rồi đó. Cuối cùng mình cũng nhẹ nhõm rồi. Nhẹ nhõm ngủ ngon rồi đó. Mệt mỏi và ảnh gì đâu á.